Xin mời vào. Chính chỉnh. Chính chỉnh. Mời uống cà phê. Chỉnh khơ cà phê. Chỉnh khơ cà phê. Hay nói lại, xin hỏi. Chỉnh vẩn. Chỉnh vẩn. Hay thử nói, xin hỏi quý tính đại danh của anh. Chỉnh vẩn nín quỷ xỉn. Chỉnh vẩn nín quỷ xỉn. Xin hỏi quý tính đại danh của anh trai cậu. Chỉnh vẩn nỉ cơ gờ quỷ xỉn. Chỉnh vẩn nỉ cơ gờ quỷ xỉn. Xin hỏi quý tính đại danh của bạn gái cậu. Chỉnh vẩn nỉ nữ bằng hiệu quỷ xỉn. Chỉnh vẩn nỉ nữ bằng hiệu quỷ xỉn. Bây giờ hãy nghe cách nói tên là Chiảo. Chiảo. Tên là Lục Vũ Bình. Chiảo Lục Vũ Bình. Chiảo Lục Vũ Bình. Tên là Lina. Chiảo Lina. Chiảo Lina. Tên là Đinh Lực Ba. Chào Tinh Lỷ Bua. Chào Tinh Lỷ Bua. Bây giờ hãy thử nói, tôi họ Lục, tên là Lục Vũ Bình. Tôi xin Lục, chào Lục Vũ Bình. Tôi xin Lục, chào Lục Vũ Bình. Tôi họ Dương. 我姓杨. 我姓杨. Tôi họ Trần. 我姓陈. 我姓陈. Tôi họ Đinh, tên là Đinh Lực Ba. 我姓丁, 叫丁立波. 我姓丁, 叫丁立波. Bây giờ hãy tự nói tên mình bằng cách này. Hãy nói tôi họ tên. 我姓, 叫. Bây giờ hãy nghe từ tiên sinh. 先生, 先生. Xiên, xiên, sheng, sheng, xiên sheng, xiên sheng. Thanh một và thanh nhẹ. Lục tiên sinh. Lục xiên sheng. Lục xiên sheng. Đinh tiên sinh. Đinh xiên sheng. Đinh xiên sheng. Hãy nghe từ quen biết. Rèn shì. Âm Hán Việt là nhận thức. Rèn shì. Rèn. Rèn. Shì. Shì. Rèn shì. Rèn shì. Quen biết anh. 认识你, 认识你. Tôi quen bố mẹ anh. 我认识你爸爸妈妈. 我认识你爸爸妈妈. Tôi có quen anh không?
我认识你吗？我认识你吗？